Xin chào các bạn, rất vui khi quay trở lại. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách bật đèn bàn phím MacBook các bạn nhé. Các bạn có thể thấy rằng đây, cái bàn phím MacBook của mình, đèn các bạn lưu ý đèn nhé. Đèn có thể sáng này, và tối đi này. Đó, sáng, tối đi, sáng, và tối đi. Thì ở đối với cái dòng MacBook ấy, thì có hai loại, có nghĩa là loại MacBook Pro ấy. Thì trên cái phần... trên bàn phím này nó sẽ có cái phím để chúng ta có thể bật luôn cái đèn của bàn phím MacBook luôn. Nhưng mà ở trên MacBook Air thì sẽ không có, chỉ có dòng Pro sẽ có các bạn nhé. Do đó mà hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video để có thể chia sẻ cho các bạn. Khi các bạn dùng MacBook Air mà các bạn muốn bật cái đèn ở trên bàn phím các bạn nhé. Đây thì các bạn có thể thấy rằng ở trên cái phần phần thanh bảng điều khiển này, các bạn sẽ vào cho mình nhé. Đây các bạn sẽ vào đây. Mình sẽ thoát ra này. Các bạn vào vào bàn điều khiển chỗ này nhé các bạn nhé. Đây, các bạn vào đây, các bạn kích vào đây. Thì chỗ này sẽ có phần độ sáng bàn phím này. Đó, độ sáng bàn phím thì các bạn kích vào đây. Thì các bạn điều chỉnh tăng lên này. Đó, tăng lên và giảm đi này. Đó, các bạn chỉnh độ sáng bàn phím thôi. Đó. Thì mình sẽ thử thu số cho các bạn để các bạn có thể nhìn rõ hơn nhé. Đây. Đây mình sẽ lên led vào cái bàn phím. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chỉnh này. Sáng này, tối này. Rất đơn giản phải không ạ? Hy vọng rằng cái clip cách bật đèn bàn phím MacBook sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn đang tìm cách bật đèn ở trên bàn phím. Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong clip theo. Nếu bạn thấy video của mình hữu ích, hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để giúp mình có động lực có thể chia sẻ các bạn trong những clip tiếp theo. Và nếu các bạn nào mà chưa đăng ký thì các bạn hãy dành cho mình một vài giây để các bạn ấn nút đăng ký, để khi nào mình ra video mới nhất thì các bạn có thể nhận được video mới đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.